và được làm cho một cái nồi cũng rất là đặc biệt luôn. Mọi người biết là cái nồi gì không ạ? Đây là cái nồi Queen Cook của công ty Amway. À, nó có hai công nghệ độc quyền. Công nghệ thứ nhất của mình là Vitalox, nó phá cái vitamin và cái dưỡng chất có trong cái thức ăn của mình. Và cái công nghệ thứ hai của nó là Optiten. Nó tối ưu cái nhiệt độ, cho nên là mình chỉ cần sử dụng một cái lượng lửa rất là nhỏ thôi, nó cũng đã chín đều cái thức ăn của mình rồi. Và mọi người biết không, những cái nồi thường bên ngoài có thể nấu được tất cả các món gì, thì cái nồi này cũng đều nấu được tất cả các món ăn đó. Và một cái điều đặc biệt là những cái nồi thường bên ngoài nấu không được, thì cái nồi này vẫn có thể nấu được. Để biết được cái công dụng đặc biệt của nó như thế nào, thì mình bắt đầu và bắt tay vào cái món ăn của mình với mọi người. Thì trước tiên là mình xin giới thiệu, đó là đây là thành phần nguyên liệu của bánh nhân táo. Thì cái vỏ bên ngoài của nó là gồm có là bột mì nè, nước, bơ và đường bột. Cái nhân của nó là gồm gì ạ? Là gồm có là táo nè, rồi chanh nè, một tí muối nè, nước nè, bột năng nè, bơ và đường bột. Rồi, và cái nguyên liệu làm bánh thứ hai đó là bánh trứng của mình. Thì cái vỏ bên ngoài của mình là gồm có là bột mì nè, dầu ăn. Và cái vỏ bên trong của nó là bột mì và thêm nước, dầu ăn. Rồi, cái nhân của nó là gồm có trứng muối nè, rồi đậu đỏ nè, và cái một ít trà bông. Rồi sau đây mình mọi người bắt tay vào làm bánh với mình nhé. Bây giờ mình sẽ làm cái vỏ bánh trước ha mọi người. Sau đây là cách làm bánh trứng ha mọi người. Đây là mình lấy 20g cái lớp vỏ ngoài và 20g cái lớp vỏ trong để mình kén với nhau, mình kén 5 lần rồi thành ra một cái vỏ bánh như thế này. Sau đó là mình sẽ để cái nhân bánh vào, lần lượt để nhân bánh vào. Mình để cái trứng muối vào, rồi mình để một ít trà bông và mình cuộn tròn cái bánh lại ha mọi người. Rồi sau khi mình cuộn tròn thì mình dò tròn ra như thế này, một cái bánh như thế này. Sau đây mình sẽ làm bánh táo ha mọi người. Thì đây là cái vỏ của bánh táo, mình sẽ để mình sẽ cán mỏng và để vào cái khuôn. Và cái khuôn này trước khi để bánh á, thì mình phải thoa một cái lớp dầu ăn hoặc là bơ cho đây cho nó đừng có bị dính ha mọi người. Rồi sau đây là mình sẽ còn một ít bột á, mình chừa lại để mình cán mỏng ra, mình sắc sợi gì nè, một hồi mình làm cái mặt trên của cái bánh táo rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ để cái nhân táo vô ha mọi người. Rồi sau đây mình sẽ để rắc miếng bột lên, rồi mình lấy cái này rồi mình để lên trên cho nó đẹp ha mọi người. Rồi sau đây là mình sẽ cho mọi người thấy cái thành quả làm bánh của mình từ nãy giờ ha mọi người. Mọi người coi rất là hấp dẫn phải không nào? Đúng rồi. Bánh chín rất là đều luôn, rất là đều, rất là đẹp, lên màu rất là đẹp luôn. Một cái nồi mà mình có thể nấu rất là nhiều món ăn và còn có thể làm bánh được nữa. Mọi người thích không nè? Rồi, ở phía trên mình là mình nướng cái bánh trứng muối rồi. Rồi bây giờ mình xem coi ở phía dưới của mình là mình sẽ nướng được thêm một cái bánh, đó là bánh táo. Đây, mọi người thấy chưa? Một cái nồi mà mình có thể nướng được hai loại bánh khác nhau. Quá là hấp dẫn luôn, quá là tiện lợi luôn. Đây mọi người nhìn nè. Rồi mọi người thấy tiện lợi không ạ? Một cái nồi nguyên khúc mà mình nấu được hai món cùng một lúc trong cùng một nồi. Mọi người thấy rất là tiện đúng không ạ? Vậy thì lần sau mọi người có muốn tham gia nấu cùng với mình cùng cái nồi này không ạ? Nếu tham gia thì lần sau inbox cho mình.